Đây là cái bến phà Thạnh Thới nha. Đó, phà nó vừa về tới thành ra nhiều cái xe người ta đi lên bờ. Rồi cái xe những cái xe này nó đang xếp hàng đặng nó xuống phà. Đó, những cái loại xe này nó đang xuống phà đó. Sao mà cái đầu mình nó ngẩng lên vậy? Mình vô mình hỏi thử coi nếu là tour. Ủa, cà phê thôi chứ đâu có bán vé đây. Ồ, cái bà bự vậy hả? Lấy xe nó lên trên kia, nó đưa lên trên kia luôn. Đây là bến phà, đây là bến phà Thạnh Thới nha. Ôi, rồi sốc kìa. Nhưng mà đối với cái phà này đâu có thấm gì nó đâu. Phà nó bự á. Đây là chỗ bán vé đi. Để đây hỏi được đây là cô cho hỏi cái cô, thí dụ mà mình đi ngày mai mình đi ngày mai mình lại mua vé được không? Được hả? Cảm ơn, cho biết vậy thôi, phải tự mua trước đó. Đây là cái bến phà. Rồi mô tô đậu ở đây rồi, xe không ra đậu ở đây rồi cho đem lên lên xe hơi cái lên được kia. Mô tô nó cũng xuống luôn ha. Đây là những chiếc xe mà xếp hàng xuống nha. Thôi bây giờ chưa cái gì hết trơn, là bố kè cũng sùng hết trơn. Bây giờ kính chào, hẹn gặp lại nào. Bây giờ mình đi về ha. Chạy cho Thanh biết cái phà nè, nó được cái phà nè, nó lên phà. Có ai cũng say sóng hết trơn, phải không? Đây là ra tới đây đó là quẹo mặt để về Dương Đông, à, trên con đường đi đó. Beep beep.
Hàn Quốc thì nhiều lắm, quán xá tùm lum tùm la hết đó. Đây là trước mặt đó là mình sắp sửa tới cái cầu Bà Kèo á, thấy khách sạn Trường Thịnh không đó, cái khách sạn Trường Thịnh đó. Bây giờ mình quẹo vô cây xăng này đó, mình mua hủ tiếu đi về ăn nha. Đây, cô chủ hủ tiếu. Tiếu mình về nha, đó thấy trên đường mình được xa lộ chưa? Thấy không? Tây rất nhiều. Có đường này đường ở quốc rất nhiều nha. Chắc là đường đó không á. Bây giờ chạy mua hủ tiếu mình về nha, đó thấy trên đường xa lộ chưa? Thấy không? Tây rất nhiều. Đường này đường ở quốc rất nhiều nha, chắc là đường đó không á. Nó nói là khu này là khu phố Tây á. Hotel này nó không có được vào vô ngay trên